Tình huống diễn ra vào chiều tối 28 tháng 5 trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều ô tô đang chạy với tốc độ khoảng 50 km/h suýt đâm liên hoàn vì có một xe 7 chỗ màu đen dừng lại để mua bánh mì được bày bán trên làn rừng khẩn cấp. Sau khi đoạn video được chia sẻ trên các diễn đàn về giao thông và phương tiện, nhiều người đã để lại bình luận bức xúc với hành động của tài xế xe ô tô đen vì trực tiếp gây nguy hiểm cho người khác. Bên cạnh đó cũng mong muốn cơ quan chức năng giải quyết tình trạng người dân mang bánh mì lên bán dọc đại lộ Thăng Long. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, quy định mức phạt tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, quay đầu xe trên đường cao tốc. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.